trình được bảo trợ bởi Bạn sẽ đi đâu với OCBus? Kính chào quý khán thính giả, chúng tôi là luật sư Đậu Hiếu Liêm. Bây giờ chúng tôi lại trở lại với chương trình Người Việt Luật Mỹ mà quý vị có thể tiếp tục gọi vào đài qua các số điện thoại ở trên màn ảnh của đài là 714-893-3264, 714-893-3264 để đặt những câu hỏi về luật pháp, thì chúng tôi sẽ tuần tự trả lời những câu hỏi của quý vị. Trong thời gian mà đài off air thì có một cái thính giả có đặt một câu hỏi mà chúng tôi muốn trả lời là trong trường hợp nếu mà mình có safe deposit box thì mình có thể có nên để cái giấy tờ will and trust mình trong cái safe box đó hay không? Thì cái câu trả lời đó là mình có thể để nhưng mình phải cẩn thận. Tại sao vì vậy? Mình nên hiểu rằng cái safe box đối nhà bang đó là cái box mà mình mướn của nhà bang. Và cái thời hạn mướn đó có thể là 6 tháng hay là 1 năm. Thành ra nếu chẳng may mình qua đời thì ở nhà bang đó nó có đâu có biết mình qua đời hay không. Mà nó chờ nếu quá cái thời hạn mà mình mướn mà không ai tiếp tục trả cái tiền mướn thì nhà bang họ có quyền, họ sẽ cho mình biết notice, không ai trả lời thì họ có quyền lấy tất cả cái content, cái phần ở trong cái safe box đó mà gửi cho chính phủ tiểu bang. Thành ra vì vậy đó, thường nếu mà mình có safe box thì thứ nhất đó là mình nên để mình, nếu có vợ chồng là mình để mình, giờ hai vợ chồng có thể thêm, nếu có con để thêm một đứa con nữa là những người đứng tên ở trong cái safe box đó. Về những cái key thì mình cũng có thể để một hai ba cái key ở trong cái safe box đó và cũng cho biết là mình có cái safe box đó để rủi mình có qua đời đó. Thì những cái người có thể đứng để mà mở cái safe box, họ có thể đến để mở cái safe box đó. Và đó, đồng thời thì trong cái safe box đó bao giờ cũng nó có cái hộp và nó có quyền là mình có thể mua thêm một cái chìa khóa nữa để mình khóa cái hộp ở trong mình để trong safe box đó, chứ mình không có hoàn toàn trông cậy vào cái key của nhà bang mà mình phải mua thêm một cái có một cái ống khóa nữa, nhỏ nữa để mình khóa trong cái hộp sắt mà trong cái safe box của mình. Hello, giờ chúng tôi nghe đây. Dạ, xin chào luật sư ạ. Dạ, xin chào ông. Dạ, dạ luật sư, em hỏi một cái câu hỏi này. Tức là em có làm đơn xin quy quốc tịch với lại thằng con trai em ấy. Thì em có thi một lần rồi nhưng mà rớt. Thì trong thời gian chờ đợi ấy, thì bây giờ cái thẻ xanh của em nó hết hạn đó luật sư. Nó hết hạn vào tháng 8 này, nó hết hạn đó. Thì bây giờ em làm đơn xin review thẻ xanh có được không luật sư? Lâu quá tôi không có làm về di trú. Thành ra tốt nhất đó là ông nên liên lạc với những cái văn phòng mà cung cấp dịch vụ về di trú á, thì họ có thể trả lời cho ông. Nghe, tôi xin lỗi là không có trả lời ông được tại vì khá lâu rồi tôi không có làm trong cái lĩnh vực di trú nữa. Nghe. Dạ, vâng. Dạ, cảm ơn ông. Dạ, dạ cảm ơn ông. Hello. Dạ, xin kính chào luật sư. Dạ, xin kính chào ông. Dạ. Ông có thể đặt câu hỏi. Dạ, cho em hỏi là em có một cái tiệm. Nó... Tiệm sao? Hình như trên đài đang nói với người khác rồi á. Không, tôi đang nói chuyện với anh á. Dạ, dạ. Dạ, rồi em là sắp ly của một cái franchise đó giờ. Tiền rent của em khoảng cỡ chừng 3.000 một tháng, cái ly số còn khoảng cỡ chừng 5.5. Giờ cái kinh tế nó xuống quá, vì giờ nếu mà thí dụ em điều định với họ cho em cắt cái ly ra sớm chút xíu nhưng mà họ không đồng ý, vậy thì thí dụ giống như em làm không nổi nữa, em bỏ em chạy, thì em có họ có thể làm được gì em, hoặc là em có thể làm gì để chống lại cái đó không thưa luật sư? Thường trên nguyên tắc em làm sublease, tức là em đâu có ký cái sublease với họ phải không? Dạ không ạ. Em có ký giấy tờ gì với họ trong để ok cái lease như thế này, cái người chủ phố cho ông A là ký cái lease cho ông, cái lease đó còn 1.5 năm đúng không? Dạ. Em sublease lại của ông A phải không? Cái câu hỏi của tôi đó là khi em sublease lại ông A đó, em có cái sublease agreement hay không? Điều thứ nhất.
và người chủ phố đã có bằng lòng với cái sublease đó hay không? Hai câu hỏi đó. Dạ, người chủ phố thì họ không care, còn cái sublease đó thì em không có hợp đồng gì. À, em không có hợp đồng với là cái người mà ông A, tức là cái người lessee phải không? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Cái người tenant đầu tiên đó phải không? Em không có hợp đồng phải không? Không có ký giấy tờ phải không? Dạ, yeah, không ạ. Và bây giờ em nói đó là cái người mà ông A đó, là cái người lessee đầu tiên đó, họ không có chịu để cho em đi đúng không? Cái khai là người chủ phố. Cái người mà em mướn lại á, cái người đó không có chịu cho em đi. Ok, nếu và giữa em và người đó là hoàn toàn không có hợp đồng giấy tờ gì đó phải không? Dạ, yeah, dạ. Yeah. Ok, thì em cứ dọn đi ra, họ không có làm gì được. Tại vì đó, để có cái sublease, để họ có quyền đó, thì giữa em và họ đó, điều thứ nhất là hai người phải ký cái sublease. Điều thứ hai là chủ phố đó phải bằng lòng cái sublease. Thì thường thường khi mà em rời ra khỏi trước cái hạn mà cái lease đó, thì chủ phố đó, thường là người có quyền kiện cái người lease đầu tiên hay là em để bắt phải trả tới cái thời gian còn lại của cái lease. Nhưng mà bởi vì cái người lease lessee đầu tiên đó, ông A đó, như tôi mới nói đó, và em không có một cái agreement nào hết. Do đó đó, em có dọn đi, ổng cũng không có thể kiện em được. Ok? Và đó, ổng không thể kiện được. Tại vì sao? Tại vì đối với những cái luật á, ở California nó có cái luật nó gọi là statute of fraud. Là đối với những cái lease mà trên một năm là phải viết xuống bằng văn kiện, chứ không có thể nói miệng được. Thành ra nhiều lắm đó là cái người ông A và em chỉ có một cái agreement orally thôi, là bằng miệng thôi. Nhưng mà bởi vì cái lease này nó nhiều hơn một năm, do đó cái oral agreement có thể không có hiệu lực, là bởi vì luật nó đòi hỏi là với những cái lease nào trên một năm là phải viết xuống thành văn tự. Do đó bây giờ em có đi, ổng cũng không kiện em được. Ok. Nhưng mà ổng sẽ bị problem với cái người chủ phố, là bởi vì nếu ổng, khi em dọn đi là ổng phải nhảy vô, mà ổng không nhảy vô, ổng tiếp tục đó, thì người chủ phố có thể kiện ổng cho cái thời gian còn lại một năm rưỡi. Ok. Ok. Em cảm ơn luật sư. Đến đây chúng tôi phải tạm ngưng để đài chạy phòng quảng cáo thương mại. Thành ra quý vị còn chờ trên đường dây, tiếp tục giữ đường dây điện thoại của mình, chúng tôi tiếp tục trả lời câu hỏi của quý vị.